Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón vành với cái họa tiết móc là các cái mũi sò xen kẽ với nhau như thế này và có trang trí thêm cái phần dây ren ở đây. Thì dụng cụ mình gồm có len miêu cô tông, kim móc, mình dùng kim móc 3.0 để móc cái chiếc nón, kéo cắt len và một đoạn dây ren dài tầm khoảng 1m đến 1m2 để trang trí cho phần thân nón. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc phần thân nón. Các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Sau đó móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên cho mình hai mũi móc xích. Và móc vào vòng tròn 14 mũi kép đơn. Sau đó các bạn nắm cái sợi dây len ngắn ở phía sau, guốc lại để cho vòng tròn nhỏ lại. Móc vào cái chân móc này cho mình một mũi dời. Như vậy là mình đã hoàn tất được vòng tròn thứ nhất. Tiếp tục các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích. Và móc vào cái chân móc đầu tiên này, móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân. Tiếp tục ở chân móc kế bên, các bạn bỏ qua cái chân móc này cho mình, bỏ qua chân móc này và móc vào cái chân bên cạnh, móc vào đây cho mình một mũi đơn. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Và móc vào chân móc vừa móc hai mũi kép đơn cùng chân. Cũng bỏ qua cái chân móc kế bên và móc vào cái chân bên cạnh này một mũi móc đơn. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và móc vào chân móc vừa móc hai mũi kép đơn cùng chân. Tương tự cũng bỏ qua chân móc bên cạnh và móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Các chân móc còn lại cũng móc tương tự như vậy cho mình. Các bạn cũng móc lên hai mũi móc xích, sau đó móc vào cái chân vừa móc hai mũi kép đơn. Tiếp tục bỏ qua chân móc kế bên và móc vào chân bên cạnh một mũi móc đơn. Làm như vậy cho đến hết vòng. Ở chân móc cuối cùng các bạn móc vào cái chân móc này cho mình là cái chân mũi dời này, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Như vậy là mình đã được 7 mũi sò như thế này. Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn móc hàng tiếp theo. Các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc này là cái chân này, móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn. Móc tiếp vào cái chân móc đầu tiên của mũi sò ở phía trên. Móc vào cái chân móc này. Móc vào chân móc đầu tiên này, móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó móc vào cái chân mũi đơn bên phía bên này. Móc vào cái chân mũi đơn này, hai mũi kép đơn cùng chân. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Và cũng móc vào cái chân móc vừa móc, móc vào đây hai mũi kép đơn. Tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên của mũi sò ở phía trên.
Ở đây nó có hai chân móc, các bạn móc vào cái chân móc đầu tiên, móc vào chân móc này một mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào cái chân mũi đơn bên cạnh này, móc vào đây hai mũi kép đơn. Sau đó móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào cái chân móc vừa móc hai mũi kép đơn cùng chân. Như vậy là chúng ta đã được một mũi sò gồm có 4 mũi nửa kép, xen kẽ là một mũi móc xích. Tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên này, móc vào đây một mũi móc đơn. Và cũng làm tương tự như các mũi móc ở phía bên này. Móc cho đến cuối hàng, cũng móc vào cái chân mũi đơn này, móc vào đây hai mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân vừa móc hai mũi kép đơn. Sau đó móc vào cái chân móc bên này, móc vào đây một mũi móc đơn. Làm tương tự ở các mũi móc còn lại, móc cho đến hết vòng, cũng móc tương tự các cái mũi sò giống như ở phía bên này. Hai mũi nửa kép xen kẽ một mũi móc xích, sau đó hai mũi nửa kép. Là móc vào cái chân mũi đơn này, hai mũi kép đơn. Xen kẽ một mũi móc xích. Sau đó móc tiếp hai mũi móc đơn vào cái chân mũi đơn vừa móc. Sau đó móc vào chân móc bên này một mũi đơn. Làm tương tự cho đến hết vòng. Thì sau khi móc đến cuối hàng thì ở cái chân móc cuối cùng này, cái mũi sò cuối cùng, các bạn móc vào cái chân móc này cho mình, móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó móc vào cái chân móc ở bên cạnh này, ở đây nó có hai mũi móc xích, các bạn móc vào mũi móc xích thứ hai cho mình ở phía trên này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Như vậy là mình đã được một hàng các mũi sò như thế này. Các bạn tiếp tục móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc này cho mình, móc vào đây. Là cái chân mũi sò nằm ở giữa của cái hàng sò ở phía trên. Là cái mũi móc xích này. Các bạn móc vào cái mũi móc xích này một mũi đơn. Tiếp tục các bạn móc vào cái chân mũi đơn ở phía bên này, móc vào đây cho mình 3 mũi kép đơn cùng chân. Sau đó các bạn lên một mũi móc xích. Và cũng móc vào cái chân vừa móc 3 mũi kép đơn cùng chân. Như vậy là mình đã được một mũi sò gồm có 6 mũi kép đơn xen kẽ một mũi móc xích như thế này. Các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc ở phía giữa là cái chân móc xích của mũi sò phía trên, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Là cái chân móc này, các bạn đâm kim qua đây và móc vào cho mình một mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã được một mũi sò hoàn tất như thế này. Các bạn tiếp tục móc vào cái chân mũi đơn ở phía bên này, móc vào đây 3 mũi kép đơn cùng chân. Lên một mũi móc xích và móc tiếp 3 mũi kép đơn vào chân móc vừa móc.
móc vào cái chân ở phía giữa này của cái mũi sò phía trên là cái chân mũi móc xích này. Móc vào đây một mũi móc đơn. Làm tương tự cho đến hết vòng, cũng móc vào cái chân mũi đơn này, móc vào đây 3 mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc vừa móc 3 mũi kép đơn cùng chân. Móc vào cái chân phía giữa của cái mũi sò ở phía trên là cái mũi móc xích một mũi móc đơn. Làm tương tự như vậy cho đến hết vòng. Thì sau khi móc đến cuối vòng thì cái mũi móc của chúng ta sẽ dừng lại ở cái mũi đơn này. Các bạn móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc vào cái chân móc mũi đơn này một mũi dời. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được một cái hàng sò tiếp theo. Các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc phía dưới này. Móc vào đây cho mình 2 mũi kép đơn cùng chân. Tiếp tục móc vào cái chân mũi móc xích của mũi sò ở phía trên là cái chân nằm ở giữa cái chân móc xích này, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Tương tự ở các chân móc còn lại, các bạn cũng móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc ở phía dưới 2 mũi kép đơn cùng chân. Và móc vào cái chân mũi đơn ở phía bên cạnh này là cái chân mũi đơn này. Các bạn móc vào đây cho mình. Móc vào đây một mũi đơn. Sau đó cũng móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc 2 mũi kép đơn cùng chân. Tiếp tục móc vào cái chân móc xích ở phía giữa của cái mũi sò ở phía trên, móc vào đây một mũi móc đơn. Lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân vừa móc 2 mũi kép đơn. Sau đó móc vào chân móc mũi đơn này, móc vào đây một mũi đơn. Làm tương tự như vậy ở các mũi móc còn lại, cũng móc các cái họa tiết sò như thế này, móc cho đến cuối hàng để chúng ta tăng mũi ở vòng tiếp theo. Cũng móc lên 2 mũi móc xích, sau đó móc vào chân móc vừa móc 2 mũi kép đơn. Và móc vào cái chân móc xích ở giữa của mũi sò phía trên, móc vào đây một mũi móc đơn. Làm tương tự như vậy cho đến hết vòng. Móc lên 2 mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc 2 mũi kép đơn cùng chân. Và móc vào cái chân mũi đơn ở bên cạnh một mũi móc đơn. Thì sau khi móc đến cuối vòng thì ở cái mũi cuối cùng này, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn ở cái chân móc này. Là cái chân móc này, móc vào đây một mũi đơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc các cái mũi sò xen kẽ ở phía dưới. Móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc vừa móc 2 mũi kép đơn cùng chân. Là cái chân móc này, các bạn móc vào đây cho mình 2 mũi kép đơn cùng chân. Sau đó móc vào cái chân móc thứ nhất của cái mũi ở phía trên này. Ở đây nó có hai chân móc thì móc vào cái chân móc này, móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó móc vào cái chân mũi đơn ở phía bên này, móc vào đây 2 mũi kép đơn cùng chân. Tiếp đến là một mũi móc xích. Và móc vào chân móc vừa móc 2 mũi kép đơn cùng chân. Sau đó cũng móc vào cái chân móc thứ nhất này của hai cái mũi ở phía dưới này, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn.
Như vậy là chúng ta đã hoàn tất được một cái mũi sò như thế này. Các bạn cũng tiếp tục móc vào cái chân mũi đơn này, móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân. Sau đó gây nên một mũi móc xích và cũng móc vào chân vừa móc hai mũi kép đơn cùng chân. Móc vào cái chân móc đầu tiên của hai cái mũi móc này là cái chân móc này, móc vào đây một mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã được thêm một mũi sò thứ hai như thế này. Các bạn cứ móc tiếp cho mình các cái mũi sò tương tự như vậy, móc hai mũi kép đơn, sau đó lên một mũi móc xích và móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên ở phía này, móc vào đây một mũi móc đơn. Làm tương tự cho đến hết vòng. Thì sau khi móc đến cuối vòng thì ở cái mũi kết thúc của chúng ta sẽ là ở giữa của mũi sò. Móc vào cái chân móc này, móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó ở hai mũi móc xích ở bên cạnh, móc vào cái chân móc xích thứ hai, móc vào đây một mũi dời. Là cái chân móc này. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc xích ở giữa của cái mũi sò này. Thì ở đây hai mũi móc xích này và cái mũi kép đơn bên cạnh chúng ta được tính là hai mũi. Các bạn móc vào cái chân móc này một mũi đơn. Sau đó móc vào cái chân mũi đơn bên cạnh này, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình ở hàng móc này giống như là các cái hàng móc ở phía trên này. Là hàng móc mà có các mũi sò gồm có hai mũi kép đơn xen kẽ một mũi móc xích và hai mũi kép đơn, làm tương tự cho các hàng còn lại cho mình. Thì ở đây cái kích thước của cái nón vừa với vòng đầu của bé, cho nên mình sẽ không có tăng mũi ở các hàng tiếp theo mà mình sẽ móc y như là cái hàng móc vừa móc. Cũng móc vào cái chân mũi đơn này, móc vào đây hai mũi kép đơn. Sau đó cũng móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân vừa móc hai mũi kép đơn. Móc vào cái chân móc xích này ở giữa của mũi sò phía trên một mũi đơn. Sau đó cũng tương tự móc vào mũi đơn bên này hai mũi kép đơn, xen kẽ một mũi móc xích và hai mũi kép đơn. Như vậy là chúng ta đã được một mũi sò như thế này. Các bạn làm tương tự cho mình các mũi sò còn lại, tương tự giống như cái mũi sò mình vừa móc. Cũng móc vào cái chân móc đơn này các cái mũi sò tương tự và kết thúc là một cái mũi đơn ở cái chân móc này. Móc hai mũi kép đơn cùng chân. Thêm một mũi móc xích và hai mũi kép đơn cùng chân. Sau đó kết thúc mũi sò là cái mũi này, là cái mũi móc xích của mũi sò phía trên. Các bạn làm tương tự các mũi móc còn lại cho mình. Móc tương tự các cái mũi sò này cho đến cuối vòng. Thì sau khi móc đến cuối vòng thì ở cái hàng này chúng ta kết thúc là cái mũi đơn
của cái mũi sò đầu tiên này. Các bạn móc vào cái mũi đơn này, móc vào đây một mũi dời. Thì tiếp tục ở hàng tiếp theo mình sẽ không tăng mũi nữa, các bạn lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc vừa móc 2 mũi kép đơn. Và cũng móc vào cái chân móc xích ở cái mũi sò ở phía trên là cái chân này, móc vào đây một mũi đơn. Các bạn làm tiếp tục cho mình tương tự như vậy, móc cho đến cuối vòng. Cũng móc vào cái chân mũi đơn này 2 mũi kép đơn, xen kẽ một mũi móc xích và 2 mũi kép đơn cùng chân. Và kết thúc của mũi sò là mũi móc xích của cái mũi sò ở hàng phía trên. Làm tương tự các mũi sò như vậy cho đến hết vòng. Thì sau khi móc đến cuối vòng thì ở hàng móc này, cái mũi kết thúc của chúng ta sẽ là mũi nằm ở chính giữa của mũi sò. Các bạn móc vào cái chân móc này, móc vào đây một mũi kép đơn. Sau đó móc vào cái chân móc thứ hai của cái hàng móc xích ở bên này, móc vào cái chân móc thứ hai một mũi dời. Tương tự các hàng móc còn lại, các bạn cũng móc xen kẽ cho mình các cái mũi móc kết thúc của chúng ta cũng xen kẽ tương tự. Là hàng móc thì chúng ta sẽ kết thúc ở mũi đơn, còn hàng móc còn lại chúng ta sẽ kết thúc ở cái mũi nằm ở chính giữa của mũi sò. Móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân ở giữa này một mũi móc đơn. Làm tương tự các cái mũi móc còn lại cũng móc cho mình các cái mũi sò tương tự như vậy, các bạn móc cho đến hết vòng. Thì ở hàng móc này chúng ta sẽ kết thúc ở cái mũi đơn này. Các bạn móc các hàng móc tương tự như vậy cho mình. Móc vào cái chân mũi đơn này 2 mũi kép đơn. Sau đó lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc đó 2 mũi kép đơn. Sau đó móc vào cái chân móc xích của mũi sò ở phía trên một mũi móc đơn. Làm tương tự các hàng móc như vậy cho mình, cho đến khi cái chiều dài của nón vừa tới cái mang tai của bé thì các bạn ngưng. Thì ở đây mình đã móc được một cái thân nón như thế này. Thì cái chiều cao của nón vừa đến cái phần tai của bé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành móc cái vành nón. Ở cái hàng móc này chúng ta sẽ kết thúc ở cái mũi đơn này, móc vào đây một mũi dời. Bây giờ mình sẽ tiến hành thêm mũi để cái vành nón nó xòe ra. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc vừa móc một mũi móc đơn. Tiếp tục móc lên 2 mũi móc xích. Và móc vào chân móc vừa móc 2 mũi kép đơn. Và móc vào cái chân móc xích của cái mũi sò ở phía trên này, là cái chân này móc vào đây một mũi móc đơn. Làm tương tự như vậy cho mình các mũi móc còn lại, móc cho đến hết vòng. Cũng móc lên 2 mũi móc xích. Và móc vào chân móc vừa móc 2 mũi kép đơn. Sau đó móc vào cái chân móc đơn ở bên cạnh một mũi móc đơn. Ở cái phần thêm mũi này các bạn cũng thêm giống như là cái phần thân nón ở phía trên. Các bạn cũng móc lên cho mình 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc vừa móc 2 mũi kép đơn. Và móc vào cái mũi móc xích của cái mũi sò ở phía trên, móc vào đây một mũi móc đơn.
tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, móc vào chân móc vừa móc hai mũi kép đơn và móc vào chân móc đơn ở phía bên này một mũi đơn. Làm tương tự các mũi móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau khi móc cuối vòng thì móc vào chân móc này cho mình một mũi dời. Bây giờ chúng ta sẽ tăng mũi ở cái vành nón, móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc 2 mũi kép đơn. Sau đó móc vào cái mũi móc đầu tiên của hai chân móc phía dưới là cái chân móc này, móc vào đây một mũi đơn. Sau đó tiếp tục móc vào chân mũi đơn này, móc vào đây 2 mũi kép đơn. Móc lên một mũi móc xích và móc vào chân móc vừa móc 2 mũi kép đơn. Tiếp tục móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn. Chúng ta tăng mũi giống như cái phần thân nón ở phía trên này. Các bạn cũng móc vào cái chân mũi đơn này, móc 2 mũi kép đơn cùng chân. Móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào cái chân móc đó 2 mũi kép đơn. Móc vào cái chân đầu tiên này một mũi móc đơn. Làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Như vậy là cái vành nón của chúng ta đã có cái độ xòe như thế này, các bạn móc đến cuối vòng cho mình. Sau khi móc đến cuối vòng thì cái vành nón nó đã xòe ra như thế này. Các bạn tiếp tục móc các hàng móc tương tự như vậy cho mình. Móc lên một mũi móc xích và móc vào cái chân móc ở giữa này một mũi móc đơn. Các bạn làm tương tự cho mình giống như là cái phần thân nón, cũng móc cho mình các cái mũi sò tương tự như vậy. Các bạn móc tương tự cho mình các hàng móc còn lại cho đến khi cái độ rộng của vành gần vừa với cái gương mặt của bé thì các bạn chừa ra cho mình một hàng để mình hướng dẫn móc cái vành ngoài. Thì sau khi móc được các hàng móc như thế này thì cái độ rộng của vành nó gần vừa với gương mặt của bé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái vành ngoài. Làm sao cho cái vành nón của chúng ta nó đẹp hơn. Móc vào chân móc này một mũi móc đơn. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái phần móc xích này ở giữa này ra, bỏ cái phần này. Các bạn móc vào cái chân móc đơn này, móc vào đây cho mình 5 mũi kép đơn cùng chân. Móc vào mũi móc xích của mũi sò phía trên một mũi móc đơn. Sau đó móc vào cái mũi móc đơn này 5 mũi kép đơn cùng chân. Sau đó móc vào cái chân móc xích của mũi sò ở phía trên một mũi móc đơn. Các bạn làm tương tự như vậy cho mình móc cho đến hết vòng. Thì sau khi móc đến cuối vòng thì các hàng móc của chúng ta sẽ được cái mũi sò đều như thế này.
Tiếp tục móc vào cái chân móc đơn bên cạnh này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Kéo và cắt len. Các bạn giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc. Sau đó mình sẽ sử dụng cái đoạn dây ren đã chuẩn bị. Mình sẽ luồn vào phân nửa của cái thân nón. Thì sau khi luồn dây hoàn tất, mình sẽ được một cái chiếc nón như thế này. Chúc các bạn thành công!